Cho nên là Phật tính là có phải đời sống tu hành thật sự là khó khăn không? Là con hỏi thứ nhất. Thời một câu à, từ từ khoan. Đời sống tu hành có thực sự khó khăn không chứ vậy? Nhưng mà nếu không tu hành thì khó khăn không? Hả? Bây giờ tu thì khó, mà không tu thì khó hơn hay là khó ít hơn? Khó nhiều hơn. À, bây giờ nè, mỉm cười là khó hay là giận hờn là khó? Mỉm cười là dễ, giận hờn mới khó. Phải không? Nói thật thì không khó, nói dối mới khó. Ăn mà ăn ít không khó, ăn nhiều mới khó. Công luôn làm cái này. Hít sâu thở nhẹ không khó, hít mùi thuốc mới khó. Uống nước nhiều không khó, uống rượu bia mới khó. Phải không? Bơi lội không khó, bơi hia mới khó. Là bia hơi. Mệt thân không khó, mệt tâm mới khó. Rộng rãi không khó, ích kỷ nắm giữ mới khó. Tim là yêu thương không khó, hận thù mới khó. Đôi chân nè, vung đắp không khó, đạp đũa mới khó. Trở về để lắng nghe, để hàn gắn không khó, bỏ đi mới khó. Mình khó dữ lắm. Cho nên tu là dễ hay khó? Hả? Huynh đệ nào nói tu dễ vậy vậy? Dễ hơn cái không tu. Tu là ít khó hơn cái không tu. Cho nên mình mới lên đây mình tu để mình lựa chọn trước chịu khó, sau khỏi khó chịu.